Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trung Quốc cay đắng nói, bị Philippines trở mặt dù mới hứa hẹn với nhau về vấn đề Biển Đông. Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của Tin Mới. Như thông tin trước đó mà các phương tiện truyền thông quốc tế đăng tải, tân Tổng thống Philippines là ông Marcos Jr. đã có chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến đi đã được nước này đánh giá cao và nhiều tờ báo cho rằng Marcos đã ngả theo Bắc Kinh. Tuy nhiên, mới đây trên trang Baidu cho đăng tải bài viết về kịch bản không mấy suôn sẻ trong quan hệ hai bên. Báo Trung Quốc tố cáo rằng họ đã bị Marcos Jr. trở mặt sau khi đạt được những thỏa thuận về Biển Đông, đặc biệt là dự án khai thác dầu khí chung. Trở mặt ngay sau khi sang Trung Quốc, Marcos Jr. nói Philippines sẽ tiếp tục phản đối và Trung Quốc sẽ phải thay đổi hành vi. Đó là tiêu đề đã được trang Baidu đăng tải. Tờ này viết, Tổng thống Philippines Marcos Jr. đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 1 và bày tỏ rằng Philippines sẵn sàng tiếp tục xử lý thỏa đáng các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị. Sau chuyến thăm Trung Quốc, Marcos Jr. lại bắt đầu lật mặt như thể đang cố lấy lòng Mỹ bằng những hành động thiết thực. Báo Trung Quốc cay cú tố, tờ này đã dẫn tin, theo CNN, Marcos giờ chỉ trích Trung Quốc vì đã gây ra xung đột giữa Trung Quốc và Philippines vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn, Marcos tuyên bố rằng Trung Quốc là bên cần phải hành động. Philippines đã không gửi các tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải đến nơi mà Philippines coi là lãnh hải của Trung Quốc hoặc vùng biển quốc tế. Các tàu này đều ở trong lãnh hải Philippines, nhưng Trung Quốc đang theo dõi các tàu đánh cá của Philippines. Marcos Jr. cũng tuyên bố rằng Philippines sẽ tiếp tục đưa ra các phản đối ngoại giao. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 1, Marcos nói rằng ông rất coi trọng quan hệ Trung Quốc-Philippines và mong muốn tăng cường hợp tác song phương. Marcos Jr. hứa sẽ giải quyết các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị, đồng thời cho biết để tránh hiểu lầm và ngăn tình trạng leo thang, ông đã đề nghị với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tăng cường mức độ liên lạc giữa Trung Quốc và Philippines. Marcos Jr. cũng tiết lộ rằng Trung Quốc đã đồng ý với đề xuất của ông và hai bên đang thảo luận các chi tiết cụ thể. Chưa đầy một tháng trước khi kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Marcos Jr. đã nhanh chóng đưa ra lập trường cứng rắn về vấn đề Biển Đông, tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ phải thay đổi hành vi của mình. So với chính quyền Duterte, kể từ khi Marcos Jr. nắm chức vào tháng 7 năm ngoái, Philippines đã có thái độ cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông, thậm chí có ý định khơi lại cái gọi là kết quả trọng tài Biển Đông lâu nay vẫn chưa được công bố và đã bị chính quyền Duterte ném vào xó rác. Tuy nhiên, xét về tình hình hiện tại, Marcos Jr. không nên quay lại con đường phối hợp với đội chiến lược của Hoa Kỳ dưới thời Aquino III, kích động vấn đề Biển Đông và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines. Bài báo đưa ra những lời dằn mặt. Tờ này tiếp tục, như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ đã cố gắng hết sức để gây bất hòa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trong những năm gần đây. Trả lời phỏng vấn với CCTV trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Marcos Jr. nói rằng tranh chấp Biển Đông là vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines nên được đàm phán. Giữa Trung Quốc và Philippines, sự can thiệp của Hoa Kỳ sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải được giải quyết bởi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos vừa qua, khi được hỏi về vấn đề Biển Đông, Marcos Jr. đã cho rằng tình hình Biển Đông khiến cho ông mất ngủ hàng đêm và ông phải tiếp tục chú ý tìm hiểu và ứng phó. Marcos Jr. cũng chỉ ra rằng Trung Quốc và Philippines chỉ có khác biệt về vấn đề Biển Đông. Philippines, Trung Quốc và Mỹ đều không muốn xảy ra chiến tranh ở khu vực này vì nó tác động đến thương mại Philippines. Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt, các nước Đông Nam Á lâu nay vẫn là mục tiêu tranh giành chia rẽ của Mỹ, trong đó Philippines từ lâu đã là đầu cầu của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và tất nhiên, họ cũng đã bị Hoa Kỳ gây áp lực lôi kéo mạnh mẽ. Marcos Jr. cho rằng, dù hiện nay quan hệ Trung Quốc và Mỹ tương đối căng thẳng, nhưng Trung Quốc và Mỹ vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Do đó, Philippines không thể chọn phe giữa Trung Quốc và Mỹ. Marcos đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẽ không phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ hay Trung Quốc, mà chỉ phục vụ lợi ích của Philippines. Khác với đường lối chính trị rõ ràng thân Trung Quốc và chống Mỹ dưới thời chính quyền Duterte, Marcos Jr. kêu gọi Philippines duy trì sự cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp về cả Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Chính vì điều này, sau khi Marcos Junior lên nắm quyền, Philippines đã nhanh chóng xích lại gần Mỹ, đồng thời giữ cho quan hệ Trung Quốc-Philippines không bị hạ nhiệt. Báo Trung Quốc đã kết luận, các bạn thân mến, truyền thống chính trị gia đình trong nền chính trị Philippines đã ăn sâu bén rễ và gia đình Tổng thống Philippines đương nhiệm Marcos Junior đã có mối quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ. Cha của Marcos Junior là Ferdinand Marcos, là Tổng thống tại vị lâu nhất của Philippines trong 2 thập kỷ. Trong thời gian sau khi ông cầm quyền, kinh tế Philippines phát triển trì trệ, nạn tham nhũng nghiêm trọng dẫn đến sự đối lập giữa chính phủ và phe đối lập, mất đi sự ủng hộ của quần chúng. Cùng với việc chính quyền Digan mất đi sự ủng hộ, cuối cùng ông đã ra đi trong một cuộc binh biến năm 1986. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quân đội Hoa Kỳ đã cung cấp cho Marcos và các thành viên gia đình này máy bay trực thăng để họ trốn thoát, trong đó có Marcos Junior. Nhìn lại lịch sử, kể từ khi nổ ra chiến tranh Tây Ban Nha-Hoa Kỳ năm 1898, Philippines đã trực tiếp nằm dưới ách đô hộ của Hoa Kỳ gần một nửa thế kỷ. Sau đó, Hoa Kỳ và Philippines ký Hiệp định Vô Thời Hạn Mỹ-Philippines, Hiệp ước Phòng thủ chung vào năm 1951 và Liên minh quân sự vẫn hiện diện, vẫn tương đối ổn định. Xét cho cùng, Hoa Kỳ đã hoạt động ở Philippines hơn một thế kỷ. Vì vậy, ở Philippines đã có những nhóm lợi ích thân Hoa Kỳ rất lớn và việc Marcos xích lại gần Hoa Kỳ sau khi lên nắm quyền là điều hợp lý. Trên thực tế, mà Marcos Junior không phải là lực lượng thân Mỹ nhất trong cục diện chính trị hiện nay ở Philippines, mặc dù ông ta đã bắt đầu cải thiện quan hệ Mỹ-Philippines kể từ khi nhậm chức, nhưng rõ ràng ông ta vẫn chưa hợp tác với một loạt ý đồ chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khi chiến tranh lạnh bắt đầu kết thúc, áp lực đối với Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đột ngột giảm bớt, cộng với chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Philippines. Mỹ và Philippines cuối cùng đã chấm dứt căn cứ quân sự của Mỹ hiện diện tại nước này. Hiệp định năm 1991, đồng thời quân đội Mỹ cũng rút khỏi căn cứ Hải quân Vịnh Subic, căn cứ không quân Club. Nhưng sau đó, Mỹ và Philippines đã ký Hiệp định Lực lượng thăm viếng và Hiệp định hỗ trợ hậu cần lẫn nhau lần lượt vào năm 1998 và 2002. Theo hiệp ước, quân đội Mỹ có thể sử dụng phương thức luân chuyển để đóng quân tại Philippines, nhưng không được phép đóng lâu dài. Trong những năm gần đây, cơ sở của Mỹ ngày càng có tiếng nói lớn hơn trong việc tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và Philippines một lần nữa trở thành mục tiêu của Mỹ khi Hoa Kỳ và Philippines xích lại gần nhau hơn kể từ khi Marcos nhậm chức và tần suất các chuyến thăm cấp cao song phương ngày càng tăng. Có thông tin cho rằng Philippines đã đồng ý mở thêm 5 cơ sở quân sự cho Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ sẽ tìm cách trở lại căn cứ hải quân Vịnh Subic. Từ khá lâu, các thành viên ASEAN, trong đó có Philippines, đã cam kết thoát khỏi bóng đen của chiến tranh lạnh, tránh rơi vào vòng xoáy đối đầu giữa các phe. Mới đây, Marcos đã trả lời phỏng vấn truyền thông, cho biết việc cho phép quân đội nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ Philippines là vi phạm hiến pháp Philippines. Tuyên bố của Marcos được thế giới bên ngoài diễn giải là nói rằng ông sẽ khởi động lại 2 căn cứ quân sự cũ của quân đội Mỹ là Vịnh Subic và căn cứ không quân Club. Tuy nhiên, theo Marcos, Philippines sẽ được củng cố, hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Philippines cũng đang được thảo luận giữa các bên. Nhìn chung, Marcos vẫn sẽ chọn duy trì sự trung lập, cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và sẽ không ngã hoàn toàn về phía Hoa Kỳ. Về an ninh quân sự, Philippines sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ nhưng không mở lại các căn cứ quân sự quy mô lớn như Vịnh Subic, căn cứ không quân Club. Dưới sức ép từ Trung Quốc, có lẽ họ sẽ muốn Mỹ hạn chế can dự vào Biển Đông. Về vấn đề trên biển, ngay cả khi Trung Quốc và Philippines có bất đồng về Biển Đông, chính phủ Marcos chắc chắn vẫn phải cố gắng tránh xung đột để đảm bảo rằng hai bên có thể xử lý đúng đắn các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị, bác bỏ sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, tránh bị ảnh hưởng bởi các tiếng ồn bên ngoài, theo như những gì mà báo Trung Quốc luôn mong muốn và cố ép buộc các nước kèm theo. Còn các bạn nghĩ gì về cú lật mặt của Tổng thống Philippines đối với Trung Quốc? Hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn đăng ký kênh, kèm chuông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.